chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta khi bạn nhìn thấy dãy số thiên thần một năm một năm đó là một thông điệp rằng bạn phải đương đầu với những thay đổi trong cuộc sống để nâng cao và làm phong phú cuộc sống của mình dãy số thiên thần một năm một năm là dấu hiệu cho thấy bạn được các thiên thần và bậc thầy thăng thiên kết nối và hỗ trợ đồng thời sẽ có những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn duy trì và chỉ phục vụ những suy nghĩ tích cực và thái độ lạc quan trong mọi thứ điều này sẽ dẫn đến những hành động hoàn cảnh tích cực và do đó dẫn đến kết quả tốt đẹp dãy số thiên thần một năm một năm được thiên thần của bạn hiển thị cho bạn vì họ không thể đến gặp bạn trực tiếp và nói với cá nhân bạn về những cải tiến bạn cần thực hiện do đó họ sẽ nhờ đến sự trợ giúp của những con số thiên thần để cung cấp cho bạn những thông điệp liên quan đến công việc và các mối quan hệ của bạn bạn có thể nhìn thấy dãy số thiên thần một năm một năm khi bạn xem đồng hồ trên hóa đơn trên điện thoại và có thể trên những biển số xe hoặc bất kỳ nơi đâu bạn để mắt tới nếu bạn có thể biết ý nghĩa của những con số này được hiển thị bởi các thiên thần của bạn bạn có thể mở khóa sức mạnh và năng lượng tiềm ẩn để thực hiện mong muốn và ước mơ của mình khi bạn nhìn thấy chúng vào lần sau đừng coi chúng là điều hiển nhiên khi bạn nhìn thấy số thiên thần một năm một năm thì đó là một thông điệp rằng bạn phải đương đầu với những thay đổi trong cuộc sống để nâng cao và phong phú cuộc sống của bạn. Đây là một dãy số tốt lành cho bạn vì nó mang lại cho bạn những thay đổi mới để giúp bạn thể hiện ước muốn thực sự của trái tim mình và thực hiện mục đích của cuộc sống. Nó đang nói với bạn rằng không có gì có thể ngăn cản bạn đạt được thành công khi bạn được dõi theo bởi dãy số thiên thần một năm một năm. Dãy số thiên thần này là sự kết hợp các rung động và thuộc tính của số 1 và số 5. Cả hai đều xuất hiện hai lần, phóng đại và nhân lên ảnh hưởng của chúng. Số 1 cộng hưởng với những rung động của sự khởi đầu mới, sự sáng tạo là duy nhất, luôn phấn đấu về phía trước, động lực, cảm hứng, sự tích cực và sự tiến bộ thiên thần số một là một thông điệp rằng chúng ta có thể tạo ra thực tại và số phận của chính mình bằng niềm tin suy nghĩ và hành động của mình chúng ta có sức mạnh để thể hiện mong muốn của chính mình nó cũng mang các thuộc tính của trực giác thành tích và thành công tham vọng khả năng lãnh đạo từ lực bền bỉ số năm cộng hưởng với các thuộc tính của những thay đổi quan trọng trong cuộc sống đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống, sự phiêu lưu, khả năng thích ứng, động lực và cảm hứng, chủ nghĩa lý tưởng. Thiên thần số 5 cũng nói với bạn rằng, hãy sống cuộc sống của bạn với những quy tắc và lựa chọn của riêng bạn và rút ra những bài học cuộc sống thông qua những trải nghiệm. Các thiên thần của bạn muốn động viên bạn để bạn làm những gì cần thiết để đạt được nguyện vọng của mình. Thiên thần số 5 khuyến khích bạn đi du lịch nhiều và sống một cuộc sống phiêu lưu khi bạn đi du lịch bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều và gặp gỡ những người mới biết những người khác về văn hóa nghi lễ và trải nghiệm những sáng tạo tuyệt vời của thiên nhiên số thiên thần ảnh hưởng bí mật đến cuộc sống của chúng ta mặc dù chúng ta không thể nhận ra chúng số thiên thần một năm một năm có tác động đến cuộc sống của chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta phương hướng và hỗ trợ chúng ta đối phó với những thay đổi và tiến tới mục tiêu một cách suôn sẻ có một sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống của bạn điều này chỉ nhằm mục đích tốt hơn cho chính bạn hãy thay đổi một cách tích cực và tận dụng chúng để phục vụ cho cuộc sống và thực hiện mong muốn của bạn Dạy số thiên thần một năm năm cũng đang nói với bạn rằng hãy tự mình đảm đương cuộc sống của mình trong tay và không được phụ thuộc vào người khác. Bạn có một tâm hồn sáng tạo và sử dụng nó làm lợi thế của bạn để làm cho những thay đổi có kết quả. Sáng tạo là bản chất thứ hai của bạn và đừng bao giờ để những tài năng này trở nên vô ích khi ngồi một chỗ. Bởi vì bạn phải làm việc chăm chỉ ngay cả khi bạn vô cùng tài năng và có năng khiếu hãy nhớ rằng làm việc chăm chỉ có thể đánh bại tài năng nhưng tài năng với sự chăm chỉ thì bất bại và luôn chiến thắng những cơ hội mới dưới dạng những thay đổi đang xuất hiện trong cuộc sống của bạn vì vậy hãy truyền cảm hứng để tận dụng lợi thế của nó để mang lại lợi ích cho bản thân và người khác chỉ có ý thức đưa ra những lựa chọn và thay đổi tích cực để hiểu bạn là ai và trái tim bạn thực sự muốn gì đừng sợ những điều mới mẻ này trong cuộc sống của bạn vì bạn có khả năng và các thiên thần và bậc thầy hướng dẫn luôn ở bên bạn thay đổi là một phần của cuộc sống vì vậy hãy chấp nhận nó hãy giữ vững niềm tin và sự tin tưởng vào các thiên thần của bạn và trao những nghi ngờ và nỗi sợ hãi của bạn cho họ để họ biến đổi kêu gọi nội tâm và trực giác của bạn đưa ra quyết định tốt nhất có thể về cách sống mới của bạn trên hết hãy tin tưởng vào bản thân vì bạn có tất cả các nguồn lực và khả năng để thay đổi và điều chỉnh thế giới này cùng với cuộc sống của bạn hãy quan tâm sâu sắc đến những thay đổi này và tìm kiếm những cơ hội tốt nhất để hoàn thành cuộc sống của bạn nếu bạn đang trong một mối quan hệ con số thiên thần này là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của bạn sẽ có một đời sống tình dục tràn đầy năng lượng và nổi bật hai bạn là bạn tâm giao và bổ sung cho nhau hãy tích cực về mặt tinh thần và thu hút sức mạnh của nó trong cuộc sống của bạn bạn là một người được khai sáng và thức tỉnh người có thể có tác động lớn đến người khác do đó hãy giúp người khác đạt được cảnh giới tinh thần cao nhất và hoàn thành mong muốn của chính họ và khiến họ đạt được giác ngộ và hạnh phúc số thiên thần tác động đến cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách và nó có tác động sâu sắc đến tình yêu và mối quan hệ của bạn dãy số thiên thần một năm một năm đang mang đến cho bạn thông điệp hãy tìm kiếm sự ổn định và cân bằng trong cuộc sống tình yêu của bạn giữ niềm tin vào người ấy của bạn và tin tưởng vào họ để cho họ hoàn toàn tự do bạn phải sống cuộc sống của bạn với các điều kiện của riêng bạn nhưng điều tương tự cũng áp dụng cho người ấy của bạn và họ cũng cần phải sống trong điều kiện của riêng mình vì vậy điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa sở thích và dành đủ không gian và thời gian cho nhau tình yêu chỉ thích hợp ở sự hiểu nhau và giữ niềm tin cho nhau với một mối quan hệ ổn định tình yêu của bạn có thể đi đến một cấp độ tiếp theo và cả hai bạn có thể có một cuộc sống hạnh phúc cân bằng dãy số thiên thần một năm một năm mang đến cho bạn thông điệp để đạt được mong muốn của cuộc sống và mục đích thực sự của trái tim bạn thông qua những thay đổi bạn đã thực hiện với các điều khoản của riêng mình những thay đổi là không thể tránh khỏi trong cuộc sống của bạn và bạn sắp phải trải qua chúng nhưng với niềm tin và sự tin tưởng, bạn sẽ có thể mang đến những màu sắc rực rỡ trong cuộc sống của mình. Đừng sợ hãi và nghi ngờ để có được bước nhảy vọt của niềm tin trong cuộc sống của bạn và phấn đấu về phía trước. Đó là một dấu hiệu thiên liêng cho thấy đây là thời điểm để bạn được soi sáng về mặt tâm linh và rút ra sức mạnh của nó trong cuộc sống của bạn. Thiên thần số 1515 là một dấu hiệu cho bạn biết rằng tâm linh của bạn đã phát triển và thức tỉnh không có gì có thể ngăn cản bạn đạt được mong muốn thực sự của trái tim mình vì vậy nhiệm vụ cao nhất của bạn là nhìn sâu vào trái tim mình và tham khảo trực giác cũng như bản năng bên trong để tìm ra mục đích sống của mình hãy đưa ra những nghi ngờ và nỗi sợ hãi của bạn cho các thiên thần và bậc thầy thăng thiên của bạn và thư giãn tâm trí để đạt được những gì trong cuộc sống ném về phía bạn bạn chỉ cần phát triển một thái độ tích cực trong bất cứ điều gì cuộc sống ném vào bạn cho dù đó là những thay đổi hay khởi đầu mới quên đi quá khứ và học cách không nghĩ về tương lai sống trong giây phút hiện tại cảm hứng và niềm đam mê là điều quan trọng nhất của bạn ngay bây giờ giúp đỡ người khác trong khi thể hiện mong muốn của bản thân bởi vì bạn sẽ nhận được nhiều phước lành hơn từ các bậc thầy thăng thiên nếu bạn giúp người khác thể hiện ước mơ của họ hãy nhớ rằng con số thiên thần một năm một năm đang thúc giục bạn thay đổi cuộc sống theo ý mình với sự trợ giúp của tài năng sáng tạo mà bạn có khi bạn nhìn thấy dãy số thiên thần này thường xuyên thì đó là một thông điệp từ các thiên thần của bạn những ước mơ và mong muốn của bạn đang bắt đầu xuất hiện các thiên thần đang ở đây bao quanh bạn và hứa sẽ hỗ trợ và hướng dẫn bạn trong mọi việc bạn làm lần tới khi bạn nhìn thấy dãy số thiên thần một năm một năm hãy dừng lại ngay tại nơi bạn đang đứng đang ngỡ và chú ý đến những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn đang có vào lúc này hãy chú ý đến những suy nghĩ và cảm xúc này vì chúng chưa đựng thông điệp về các thiên thần của bạn dưới dạng hiểu biết sâu sắc ý tưởng và thông tin để giúp bạn trong những cuộc phiêu lưu sắp tới. Đi sâu vào trái tim của bạn và hỏi trực giác và bản năng của bạn về điều gì là tốt nhất cho bạn giữa tất cả những ý tưởng và thông tin bạn có. Bạn sẽ có câu trả lời với sự trợ giúp của sức mạnh nội tại của chính bạn và sự trợ giúp của các thiên thần. Dãy số thiên thần 1515 một năm một năm cũng đang thúc giục bạn được đánh thức về mặt tinh thần và được khai sáng sau đó bạn sẽ có thể kết nối với cảnh giới cao nhất của mình một cách dễ dàng giúp những người khác có được sự giác ngộ và thức tỉnh để họ có thể kết nối với vũ trụ của họ một cách dễ dàng sự giác ngộ về tâm linh cũng sẽ giữ cho toàn bộ tâm trí cơ thể và linh hồn của bạn ở trạng thái bình an hài hòa và tĩnh lặng hãy kêu gọi sức mạnh của tâm linh trong cuộc sống của bạn thông qua việc thường xuyên thực hành thiền định yoga. Ngoài ra, hãy cầu nguyện hàng ngày cho bạn và cho hạnh phúc của những người khác. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Canh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.